Hôm trước thì anh có nhận được là một cái khoản của bạn Phạm là gửi cho hai anh em là 200 đô. Không được à? Bảng nhân thì biết làm chứ. 3 triệu này, 4 triệu này, 1, 2, 3, 4, 900 ngàn. Sử là cũng đi xin phép là bố là mẹ bên kia rồi à? Vâng. À, xin phép là bố là mẹ là cho ra bên này để lập gia đình đúng không? Thôi thì anh cũng chúc là hai em là luôn luôn hạnh phúc nhá. Của bạn gái Sử đấy, cái này là của vợ Kiết nhá, này à của Kiết nhá. Đây là bàn học mà sao để nhiều đấy này, một tí nữa thì ở nhà là dọn dẹp đi nhá. Nhá. Còn là mấy cái đồ này thì là anh không nói rồi, nhưng mà mình phải dọn dẹp để cho nó sạch sẽ này. Chứ để bẩn thế này trông ghê quá này. À, nhìn này, đây Hải này. Đây. Chọn được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Xin biến chào quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà hoàn cảnh của hai anh em Hải Sử mồ côi của bác ạ. Ở thức phim trước thì cháu Lực cũng đã nói là ngừng hỗ trợ về cái hoàn cảnh của hai anh em Hải Sử rồi. Nhưng mà các bác theo dõi được là từ trước đến giờ ấy thì được bán Phạm là hàng tháng gửi cho các em là 200 đô các bác ạ. Đại hộ 200 đô thì có lẽ cháu Lực cũng nói với bà An Phạm rồi rằng là đợt này bà gửi cho thì cháu Lực cũng chỉ là gửi cho bà một cái thước phim là nho nhỏ để gửi riêng cho bà thôi. Đấy, nhưng mà cháu Lực có nhận được thêm là kèm một cái phần quà của bà nữa. Kèm một cái phần quà của bà nữa gửi tới cho hai anh em Hải Sử, cho nên là tiện là cháu Lực cầm thùng quà này lên để mà mở cho các em. Thành ra là cháu Lực là cầm luôn cả cái số tiền mà 200 đô thì tương đương với lại là 4 triệu là 900 ngàn để đưa cho hai anh em là Hải Sử. Thời gian vừa rồi thì phải nói là hai anh em Hải Sử khi được các bác giúp đỡ thay đổi rất là nhiều các bác ạ. Thì cũng có những người mà đi làm chương trình như cháu Lực này các bác này, khi mà giúp đỡ một cái hoàn cảnh nào đó, cái hoàn cảnh nào đó thay đổi đi đúng hướng thì là mình được tiếng thơm lây. Còn là hoàn cảnh nào mà mình giúp đỡ đã có nhà cửa rồi, mọi cái gì cũng ổn định rồi, nhưng mà các em còn ham chơi thì phải nói là khi mà người ta nói đến đến những người làm chương trình như cháu Lực này, phải nói là mình không biết là trả lời như thế nào luôn cô bác ạ. Người ta nói rất là nhiều đấy, hoàn cảnh của hai anh em Hải Sử thì cháu Lực cũng đã thương các em như là em trai của mình và cũng thường xuyên là dạy bảo các em, nhưng mà các em lại không có thành lại không có như kiểu là tin những cái lời cháu Lực nói cho lắm ấy cô bác. Thành ra là có lẽ là cái phần quà hôm nay là cái phần quà mà cháu Lực ghi hình là cuối cùng của hai anh em Hải Sử nói cho các bác, là lần sau vào thì nếu như là bà An Phạm có gửi tiền cho Lực ấy thì cho Lực cũng đã nói cho bà rồi là ghi hình một thước phim gửi cho bà, còn không thì là hiện tại là các bác thì cũng đã giúp đỡ cho hai anh em Hải Sử là mở số tài khoản riêng rồi. Nếu như là bà An Phạm muốn gửi thì có thể là gửi vào cái số tài khoản của em Sử thôi các bác, để tránh trường hợp là sau này nó có nhiều vấn đề gì nó xảy ra xong lại là liên quan tới cháu Lực nữa, thì cháu Lực không có muốn là cái điều này xảy ra cả, chỉ muốn là tốt cho các em thôi các bác. Còn là bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi nhà hai anh em Hải Sử mồ côi sau khi mà khá là lâu rồi cháu Lực không có vào, xem là cuộc sống của các em có thay đổi gì không các bác nhé. Mọi lần thì cháu Lực là đều lấy xe là đến tận nhà các em, nhưng mà mấy hôm nay thì là trời mưa nhiều quá cho nên là cháu Lực không có dùng xe máy để mà chở được vào nữa rồi, và chỉ đến là cái chỗ mà trước cháu Lực là tập kết vật liệu ở đây cô bác. Cái thùng quà này thì đâu gió là rơi tầm độ là 10 cân cô bác ạ, thùng quà này. Như con đường thì các bác nhìn thấy là rất là trơn tru con đường đấy cô bác ạ. Có những chỗ thì sạt lở khá là nhiều.
Năm nay thì là năm mưa nó to hơn các bác năm nay ấy, với lại là thiên tai nó nhiều hơn, không chỉ là ở riêng Hà Giang đâu. À, đợt này thì lan đến tận là Sơn La kia. Sơn La thì cũng là một cái nơi mà bị ảnh hưởng bởi thiên tai khá là nhiều. Hai anh em đâu về ấy? Ba con gì về? Ba con bọ xít á? Thời tiết thì là buổi sáng mưa rất là nhiều các bác ạ. Đến tầm buổi trưa trưa này thì mới bắt đầu là tạnh mưa một chút. Như phía trước mặt của bác này thì là không có lấy được xe máy để đi vào rồi. Ôi, sự thì đang ở kia. Đi đâu ấy? Chuẩn bị đi chơi à? Xe máy để từ đâu? Xe máy để dưới nhà. Thế đi về nhà tí đã nhờ. Không, tí đi sau. Đấy, khá là lâu là không gặp Sử rồi đấy. Sử một lời chào tới các bạn nào. Chào Sử, xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Từ đã. Ôi, thông thôn. Hôm nay là bà An Phạm lại tiếp tục là gửi quà cho Sử nữa. Vâng. Xe để tận đâu? Đấy này đi thay nhung xích. Đi thay nhung xích á? Thế là đi trồng phá rồi à? Vâng. Ngày hôm nay là ở trên khu nhà Sử là ngày chủ nhật, thành ra là không có làm gì các bác ạ. Ngày hôm nay là ngày như kiểu là ngày nghỉ ngơi ấy. Sử hộ anh một đoạn nhá. Đấy. Tầm bao nhiêu cân Sử? Từ 20 cân à? Vừa rồi cháu Lực mới nói là tầm 10 cân thôi các bác. Hải có ở nhà không? Có. Có à? Thế là thời gian này là không lấy được xe máy à, đi vào à? Vâng. Thế là cả tuần không lấy được xe máy đi vào à? Thế nhông xích xe là hỏng rồi à? Ở đây có vẻ như là nhà nào lấy cát để đây nhiều đấy nhỉ? Chắc là đang chuẩn bị là làm thêm công trình gì sao ấy. Hôm nay thì là đi thì có hai anh em cho Đức với lại em rể cho Đức là đi. Tí thì lúc nào mệt thì cho anh vác hộ một đoạn nhá. Ôi, người ta cũng để xe máy đây nhiều ấy nhở. Trên này thì là sạt quá, không có ai lấy xe máy được đi vào đến nhà rồi. Nhưng mà người ta để chỗ này nguy hiểm đấy nhở. Nếu đâu mà chẳng may mà trên này sạt xuống là đè xe luôn đấy. Đây là cái con đường mới cho nên là người ta đào xong các bác ạ, thì đất nó chưa được cứng mấy, với lại gặp mưa nhiều nữa. Ui dồi, vào đây này, tạo thành cái khe á, sâu quá này. Mệt thì là cho anh Sơn vác một tí nhá. Ông anh trợ cho về à? Chỗ này thì có vẻ như là không bị sạt ở chỗ này ấy. Chỗ này là đất cứng hơn hay sao ấy. Con đường này nếu mà sau này mà đường mà đi tốt ấy là đường rất là rộng. Ui, may kìa, vừa lên đây là may bao phủ hết chỗ này rồi đấy.
sương mù ấy. Thời gian này Sử ở nhà làm những cái gì Sử? Chỉ ở nhà thôi à? Không được à? Bằng nhân thì biết làm chứ? Không biết à? Thế thì bây giờ phải làm thế nào em bổ túc cho em cái bảng nhân biết ra em phải không? Biết bảng nhân bảng chia thì em đi chợ mới được. Để em thoảng có cái gì, có con gà con quế để em đi chợ em bán này. Thế nhân nó nhanh hơn hiểu không? Em mà biết tính toán thì nó sẽ nhanh hơn. Biết được tiền không? Thế bây giờ có những cái gì liên quan đến giấy tờ là phải bình chỉ à? Sử có muốn học để cho mình biết tên tuổi mình không? Nhưng mà nếu mà giả sử mà có người lên nhà em buổi tối mà lên nhà em bổ túc hỗ trợ cho em thì em thích không? Có học không? Không để mình biết đọc báo ấy, để mình biết nhắn tin sử dụng cái ứng dụng trên điện thoại bây giờ công nghệ 4.0 rồi ấy. Những cái cơ bản em biết làm thì nó đỡ hơn đúng không? Ôi dưới này thì có vẻ như là lâu kiểu lên không để ý đấy, chỗ này sâu phết đấy Sử nhờ. Chỗ này mà xe máy mà rơi xuống này thì đúng là hết cứu luôn đấy. Bây giờ phải nói là lên trên này rất là lâu rồi nhưng mà đến thời điểm hiện tại là chỗ Lực mới để ý cái chỗ này này. Đây là gà gà trọi trên này này. Cái này nó chỉ chảy trong hang ra. Chỗ này có bị sạt không Sử chỗ này ấy? Ôi. Chỗ này chắc là 1 tháng rồi không lấy xe xuống đây mà nhờ. Đi được à? Đi là phải đẩy ấy nhờ chỗ này ấy. Còn đường à, đi xuống nhà Sử thì hầu như là rất là quen thuộc với lại à, cháu Lực với lại là các cô bác ở trên kênh rồi, không còn xa lạ gì nữa đấy. Nhưng mà lâu lâu là không xuống là cũng cảm giác như là thay đổi khá là nhiều. Đấy, trên này là bị sạt xuống này. Chỗ đây là có một cái nguồn nước ra, nguồn này thì là từ lúc mà chưa có làm nhà ấy thì đã có rồi cô bác ạ. Ồ, thành ra là đang tụ họp xem phim à? Rồi. Nói phừ. Phần ở này thì là hôm trước cháu Lực cũng đã bảo rồi, bảo em Sử là tự làm lại một chút nhưng mà chưa thấy là em mới làm. Còn ở phần này thì đã làm xong hết rồi. Si thêm nọ đấy vẫn còn, là Sử không sợ chết à? Ây à. À. Xem TV à? Hải đâu? Ở trên này có điện chưa? Có rồi. Có rồi à? Đi xem đi. Hàng xóm mà ra. Đi xem TV thôi. Hải đang tắm hay làm gì ấy? Hải ơi. À. Cái à? Ôi, này để nồi cơm à chỗ này? Này để thế trong nó nhìn nó bẩn quá. Bóng đèn năng lượng mặt trời này vẫn dùng tốt chứ Sử.
Bóng đèn năng lượng thì là mua khá là lâu rồi các bác. Thế nên thời điểm hiện tại là dùng vẫn còn rất là ok. Ở nhà thì không chịu dọn dẹp một chút nào cả, trông bẩn quá. Bóng bên này có sáng không? À, vẫn sáng à? Hải đang làm gì Hải? Không làm gì à? Lâu lắm không gặp Hải đấy nhỉ? À. Chào Hải, xin kính chào quý anh bà cô chú anh chị ạ. À, tóc để dài đấy. Hải là có vẻ như là để tóc dài là tóc lúc nào cũng bị xoăn này cô bác này. Lâu lắm mà không gặp anh ở nhà. Vâng. Mấy hôm nay ở nhà là làm cái gì? Ở nhà lấy cỏ cho trâu thôi ạ. Lấy cỏ cho trâu à? Vâng. Sắp đi học chưa? Không biết đâu, cô giáo chưa thông báo đâu. Cô giáo chưa thông báo á? Vâng. Nhưng mà cô giáo thông báo là điện về cho máy của Hải hay là máy của Sử? Chưa có số cô giáo đâu. Chưa có số á? Thế Sử có số cô giáo chưa? Không có á. Thế mỗi lần mà cô giáo gọi điện về thì làm nào? Không gọi là chỉ trưởng thôn thông báo. À, trưởng thôn thông báo à? À. Củi này đi từ đâu lấy về củi này? Đi ở trong rừng ấy à? Có vẻ như là vừa lên trên nhà của hai em Hải Sử là sắp chuẩn bị là mưa rồi các bác. Nay để như này thì sau này sợ này nó bục ra không? Hôm nọ anh bảo với Hải bảo Sử là đi tìm cây về làm cái này để làm cái giáo phơi không làm à? Cao á? Cao thì mình lấy cái cây này xong là móc lên này. Vuốt vuốt cái đầu cây này này. Đấy, chỉ này. Nếu mà hôm nào Sử làm nhá. Xong rồi Sử vuốt cái đầu cây này này. Vuốt lên này này. Vuốt này xong treo lên này này. Đấy như này này. Đấy. Chỗ này đúng không? Đấy treo lên như này này. Thì nhìn trong ngôi nhà nó sẽ gọn gàng hơn đấy. Bí này cho lợn à? Bí này cho lợn thì tốt đấy nhờ. Bây giờ ở phần dưới mái hiên nhà này thì là mưa thì cũng không đến rồi, rất là sạch sẽ cô bác ạ. Có cái chiếu không? Giải đây xem là mở quà của bà An Phạm ấy. Này là cái này là của đồ của Hải đi học à? À. Hải là lúc nào được phát là cũng được bút là nhiều ấy nhỉ? Cái này, ôi. Quần áo này phải treo vào trong tủ đấy chứ. Quần áo này để đây vừa buồn quá. À. Hải trả cái xô nước điếu này đi, mùi quá. Này. Nước điếu này hút ra ngoài không ấy, mùi quá. Đây. Hải Sử với Hải lấy ngồi xuống đây. Đấy, ngồi xuống đây. Đấy, ngồi xuống. À, phần quà này là được là bà An Phạm lại tiếp tục gửi cho hai anh em nhé. Đấy, trước khi là bà An Phạm gửi thì các bà An Phạm cũng điện cho các em rồi đúng không? Đó, điện là bảo là bà nhận bà gửi một phần quà đúng không? Đấy, hiện tại là ở trong này thì thật sự ra là anh còn chưa biết là trong là cái gì cả. Đấy, bây giờ thì mấy anh em mình sẽ cùng là bóc ra. Đấy, trước khi mà đi vào mở phần quà của bà An Phạm thì cháu được xin được phép thay mặt các em gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm mà rất là nhiều. Chúc bà cùng gia đình là thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bà đã luôn luôn yêu thương các em như là con cháu ở trong gia đình cả. Và nói là thật sự là ở đây là bà không có cùng các em là cùng một dòng máu gì cả. Bà cũng chỉ là theo dõi được là ở trên những cái video mà anh đăng tải lên thôi. Và bà cảm nhận được rằng là các em rất là thiệt thòi, bà muốn giúp đỡ các em. Có thể là bà sau này bà sẽ giúp đỡ em Hải là đi học chẳng hạn. Đấy, đi học chẳng hạn. Thì bây giờ thì Sử gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm nhé. Vâng, cảm ơn bà An Phạm đã gửi quà cho hai anh em. Rồi, đấy. Con cảm ơn bà An Phạm đã gửi phần quà cho hai anh em. Con chúc bà cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong công việc ạ. Hôm nay thì phần quà chắc là có cả phần quà kết có ở nhà đúng không? Có. Thấy bảo kết ra ngoài đây, bảo kết ra đây. Thấy bảo kết ra đây, kết đúng không? Đấy, hôm trước thì anh có nhận được là tiền của bà An Phạm là gửi cho các em nữa. Đấy, nhưng mà anh lên thì là không có gặp là em ở nhà. Thành ra là anh lại phải đi về gửi cho Hải thì cầm tiền thì Hải cầm tiền lớn quá. Thành ra là anh sợ. Đấy, bảo kết ra ngoài đây, bảo kết lấy một con dao nữa ra đây. Bảo Kiên lấy dao đây. Ra đây Kiên.
Ra đây. Hả? Đang tắm à? À đây, đâu tắm đâu, ra đây. Ngồi đây này. Ngại à? Bảo ra đây, cứ ra đây đi. Hôm trước thì anh có nhận được là một cái khoản của bạn Phạm là gửi cho hai anh em là 200 đô. Đấy, và hôm trước thì anh có bận là anh cùng với lại là gia đình là mấy anh em đi xuống cái Hạ Long. Đấy, anh cũng rất là muốn là gọi hai anh em đi cùng, nhưng mà kinh phí nó cao quá, thành ra là anh cũng không có thể mà gọi các em đi cùng. Thì nếu mà như có dịp sau thì anh em mình đi sau vậy nhá. Rồi, là gửi cho em là 200 đô thì là nhân ra được là 4.900.000. Là được 4.900.000 nhá. 1 triệu này. 2 triệu này. 3 triệu này. 4 triệu này. 1, 2, 3, 4, 900 ngàn. Đấy, ở đây thì là bà cũng có gửi là cho cả anh và thêm là những hoàn cảnh khác nữa. Thì là đi những đến hoàn cảnh nào thì cháu Lực xin phép là nói đến những hoàn cảnh đó được các bác. Chứ cháu Lực không nói lên là nhiều. Sợ rằng là các bác là nghe thì các bác cũng bị loạn đấy. Thì đây là... À, xử đếm đi, xem là đủ 4 triệu 9 chưa? Đấy, đây. Đủ là 4 triệu 9 đúng không? Thế bây giờ thì em nói câu gì để bán Phạm với lại các bác nghe được rằng là em đã nhận được số tiền là 4 triệu 900 ngàn rồi. Con cảm ơn bà An Phạm, con đã nhận được tiền của bà giờ. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe, luôn thành công cho công việc ạ. Đấy, và bây giờ thì em cứ cất tiền đấy đi. Rồi trước khi mà đi mở phần quà này thì anh xin phép là anh nói thêm một chút. Sử thì bây giờ cũng năm nay thì được 19 rồi đúng không? Đấy, và cũng có duyên là may mắn thì cũng có gặp được là em Kết. Kết không ra đây được à? Kết ra đây Kiên. Ra đây, ngồi đây. Đấy, ra đây, đừng có ngại, ra đây, gặp. Ra đây. Đấy. Đấy. Kết thì mấy hôm nay là ở nhà làm gì? Hả? Kết thì là ngại các bác ạ, thành ra là không có nói được cả tiếng Kinh đấy. Đấy, và hai anh em thì cũng có, hai em thì cũng có duyên là đến với nhau. Và cũng, xử là cũng đi xin phép là bố là mẹ bên kia rồi à? Vâng. À, xin phép là bố là mẹ là cho ra bên này để lập gia đình đúng không? Vâng. Thôi thì anh cũng chúc là hai em là luôn luôn hạnh phúc nhá. Sau này nếu mà lúc nào mà cưới thì là bảo với anh nhá. Vâng. Có thể là anh đi đón dâu cùng hay là anh lên trên này phụ giúp là làm cái gì đấy nhá. Vâng. Này cũng có duyên thì các em làm thế nào thì sống là hòa thuận với nhau nhá. Không thể như kiểu là đi vào biết xe đổ của bố với lại mẹ của mình nữa nhá. Vâng. Rồi. Hay còn ông thì là mấy hôm nay ông ở nhà làm gì? Ông chỉ ở nhà. Ông chỉ ở nhà, nhưng mà ông dạo này là ông ở một mình hay là ông ở với ai rồi? Ở một mình thôi ạ. Ở một mình à? Thế ông không ở với anh chú nữa à? Không ở nhà. Thế ông có ngỏ lời là lên đây ở với lại hai anh em không? Không. Không à? Vâng. Ở đây thì là trước tiên mà anh chuẩn bị làm cái ngôi nhà này thì là không phải là ngôi nhà dành cho em Sử cả, hay là ngôi nhà dành cho em Hải, hay là ngôi nhà dành cho ông nhá. Vâng. Là dành cho cả là ba ông cháu nhá. Vâng. Các bác theo dõi được rằng là thương ba ông cháu, các bác yêu quý, các bác là gửi tiền cho để làm một cái ngôi nhà mới. Đấy. Vâng. Do là không biết là trước kia là ông với lại chú có cái lời hẹn ước gì không. Đấy, cái đấy thì anh không can thiệp vào. Vâng. Đấy, nếu mà như ông có ngỏ lời lên trên này ở với lại là ba anh em nhá. Vâng. Thì ba anh em là đón ông là lên đây ở cùng nhá. Vâng. Đấy. Còn
Em Hải thì là chuẩn bị là chắc là đâu đó trong một tuần là đi học rồi nhỉ? Vâng. Đây, trước khi đi học thì là trích tiền cho Sử là cho em Hải là mua sắm quần áo với lại cắt thêm tóc gọn gàng nhé. Ở đây thì là bán Phạm có nói rằng là đưa cho em Sử là đưa cho em Hải là 200 ngàn thì một tí nữa em đưa cho Hải nhé. Để cho em Hải là lúc còn đi học để em mới có tiền ăn sáng này kia. Đấy. Bây giờ thì trong thời gian tới thì có thể là anh khi mà hoàn thiện là những công việc anh ở trên này thì anh sẽ phải là đi nơi khác để anh giúp đỡ là những cái hộ mà còn là khó khăn hơn hay là hoàn cảnh như các em nữa. Đấy, thì có gì thì là điện cho anh nhá. Đấy, các em thì có điện thoại rồi, có thể là các bác là một số bác là cũng có điện thoại cho các em đúng không? Số điện thoại cho các em thì các em là hỏi thăm về sức khỏe của các bác, trả lời các bác thì vâng dạ nhá. Còn là có những cái chuyện gì thì có thể là các bác giúp được các em là tiền đấy, thì điều đấy là các bác giúp đỡ được các em ở về cái phần vật chất rất là nhiều. Đấy thì cũng phải nói là ở đây thì các em phải biết ơn thứ nhất là đến bạn Trình, anh Trình. Anh Trình thì rất là lâu lắm rồi không lên đây rồi, không biết là các em còn nhớ anh Trình không? Có à? Có à? Anh Trình, hoàn cảnh của anh em Hải Sử thì cháu được lên chia sẻ là đầu tiên. Và xong rồi đến bạn Trình sao quá thì bạn Trình có là để lại cho cháu được chia sẻ hoàn cảnh của các em lên. Thì cũng may mắn là được các bác là biết đến và các bác giúp đỡ. Hay nếu như mà phải nói là không có bạn Trình thì không có cháu lực, mà không có cháu lực đến bây giờ của bác này, và cũng không có, không biết được là các em là có hoàn cảnh như thế cả. Đấy, bây giờ thì anh em mình xin phép là mở quà nhá. Đây anh cho Sử với Hải là mở nhá, hãy xem là trong này là gì. Thùng quà này thì là đâu đó là được tầm độ 20 cân của bác ạ, à 30 cân trên đây này, ghi này trọng lượng là 30 cân đấy các bác, chứ không phải là 10 cân đâu. Vừa rồi thì nói nhầm một chút. Đấy, có thể là cái băng dính này các bác này, trước kia là bà An Phạm gửi là màu xanh nhưng mà bây giờ là gửi màu trắng. Đấy, đấy là do cái bên bên mà người ta là người ta nhận chuyển phát ấy, người ta bọc cái màu gì thì người ta bọc màu đấy thôi. Chứ có một số bác là chắc chắn là sẽ nghĩ rằng là trước thì màu xanh, bây giờ là màu trắng, là cháu lực bóc ra thì lại dán ấy. Cái đấy thì không có phải. Đôi khi thì cháu lực vẫn biết là cái câu chuyện trong đó là nó như thế nào, nhưng mà cháu lực cũng không quan tâm, cháu lực cũng không có nói đến lên trên nhà các em là có như nào thì cháu lực nói như thế thôi, và gặp những gì thì là nói như thế thôi. Đấy, bây giờ thì Hải, bây giờ Sử đây, đây bạn này để vào đây, xong bóc. Bây giờ hai anh em là từng món quà vào đây này. Đấy, kết thì là năm nay được bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Năm nay được bao nhiêu? 16 tuổi à? À, bây giờ bỏ ra đi. Đấy, bỏ ra xem là bà gửi cho hai anh em là những cái phần quà gì. Đây là cái gì đây? Hải Sử thì mở ra xem nào. Hết băng dính ra. Xem là xem có một bức thư nào. Đấy, có một bức thư này thì là anh cho Hải đọc nhá. Đây. Hai cháu dầu ô lưu của lực một chai, Sử một chai. Dầu này nếu có bánh mì thì lấy ít dầu cho chút muối chấm ăn rất ngon. Nếu ở đó không có bánh mì thì bác với trứng. Dầu này không chịu độ nóng. Dầu này ăn rất bổ. Thế là trong này là có hai chai dầu ăn à, xem nào. Chú Lịch xin phép là đây là hai chai ủ bà bọc rất là kỹ này các bác này. Thì là ở trong cái lời nhắn ấy thì là có là nói là cho anh một chai đúng không? Đấy, tình cảm của bà cho thì là cháu lực là không cháu lực không từ chối nữa các bác nhá. Thì để đây, đây. Hạ Sử một chai này. Cái này. Này không biết là túi bóng gì đây. Này. Xem là túi bóng gì đi. À cái túi bóng này thì là mấy nữa Sử đi chợ nhá, một thịt một hà về nhá. Xong thì để vào đây nhá. Còn là găng tay này nữa này. Đấy. Đây, găng tay. Anh lấy chai dầu này. Thì cũng cảm ơn là phần quà của bà rất là nhiều, gói rất là kỹ của bác ạ. Phải nói là bà thì năm nay cũng
khá là cao rồi, tuổi cao, sự tuổi cao rồi các bác đấy, nhưng mà bà viết chữ rất là đẹp. Đây là cái gì đây? Hãy đọc đi, hãy đọc xem là cái này là bà bảo dặn như nào. Bịch giấy này sắc chúng, chúng nên cháu sử dụng để lau vết thương rồi mới đặt băng vào. Tiếp theo bọc băng tự dính. Đấy, đây thì là nếu mà như bây giờ đọc quên nhá, mấy đứa cứ để tờ này xong là à, xem tờ này bà hướng dẫn dùng nhá. Đấy, mở ra đi, phần quà của các em ấy. Đây là cái gì đây, xem nào. Đây, để trong túi đây. À, cái này là nhờ cháu Lực đem cho Quân. À, cái này là của em Quân, cái sao ấy. Đây là không biết là đồ gì, chắc là xà bông tắm này. Cái này thì là à, cái này của Quân này là anh để cầm để cho Quân nhá. Này là bánh đúng không? Bánh. Xem nào. Cháu Sử đem cho ông, cái này là một tí nữa đem cho ông nhá. Thì để đây một tí nữa mình đem xong cho ông. Thêm là cái tiền nữa này. Này thì chắc là của hai anh em đấy. Không thấy bà ghi gì. Khi mở thùng thì cháu Lực lấy bánh này cho mỗi người một cái ăn cho vui. Thế thì bà bảo là bóc ra đấy, bóc ra cho vợ đi. Đây này, hãy bóc ra cho vợ đi. Hải mở phần quà tiếp đi, cho anh Sử bóc. Này cần là cái gì đấy? Bảo chú. Này xem nào. À bà đây bao tay, bao tay lớn, bao tay nhỏ nhé. Để các em lúc nào các em bắt mà đông là làm gì đấy nhá. Này xinh xắn nhỉ. Hải Sử cắt ra là chấm là cái gì? Đây, phần quà này là cháu Lực xin phép là mở ra hết xem là ở bên trong sẽ là gồm là những cái gì của bác nhé. Em là trong lúc quá trình vận chuyển là có bị thiếu cái gì không? Xem là đồ này nào. À, đồ này là đồ băng vết thương này kia nhá. Lúc nào mà bị vết thương thì dùng cái này để băng nhá. Được chưa? Đây là băng tự dính nhá. Đấy, thì cái này là băng vết thương thôi. Cái này thì các em cũng gặp nhiều lần ở nhiều đúng không? Rồi, đấy, để đây. Xem nào, cái này là cái này của Hải thì mở bọc ra, mở mới ra xem nào, xem là đây này, đấy, mở trên này này, đấy, mở khóa trên này. Tất cả của Hải Sử. Cái này thì của hai anh em Hải Sử thì là có mở ra nó không? Mở ra xem là cháu Lực xin phép là mở ra xem là bên trong là gồm cái gì cô bác nhá. Của Hải Sử. Của Hải Sử, quần áo của Hải. Ê, cái gì đây? Thật sự ra thì bà ghi rất là nhiều xà bông của Sử, của Hải Sử vừa tắm vừa gội nhá. Thì xin phép là anh kiểm tra xem là nó đủ chưa. Tớt này. Thêm là cái đồ này là chắc là xem có phải là thuốc thang không. Dầu cá cho, à cái này là thuốc bổ nhá. Cho dầu cá cho Hải uống sau khi ăn cơm nhá. Thì là ở đây nó có cái nó có cái chữ đây thì các em ấy nhá. Đây là kem đánh răng này. Còn xem cái này là túi này để khi đựng phôi và chìa khóa, phôn và chìa khóa. Cái túi này thì là Hải để Sử để chìa khóa nhá. Cái chìa khóa với lại là điện thoại nhá. Ở trong này thì là có là cái xà bông tắm nhá, gội nhá. Đây là bột là nêm này.
Thế này là cái gì đây? Hai đôi vứa này của tất cả của hai anh em hải sự thì ở đây. Thêm là một đôi vứa nữa. Thế này là dầu cá nhá. Cái này thì cũng là tớt nhá. Rồi cái này là trong là dầu cá nữa đây này. Này và ở đây là quần áo nhá. Đây đây là của hai anh em nhá. Rồi. Của hai anh em thì là để ra đây một tí. Đây, em mở cái kia ra đi. Xem đầu ở bên ngoài có chữ không? À, xem nào, anh của cháu Lực cái gì đây? Cái này thì là bà là gửi cho cháu Lực cô bác nhá. Thì là trong cũng có tớt này, cũng như là dầu ăn này. Và ui, rất là nhiều đồ cô bác ạ. Đây cũng có băng gạc vết thương này. Và cũng có thêm là gói. Đây là bột cà ri Ấn Độ. Cháu Lực đọc cách hướng dẫn nấu với gà vịt nếu. Cái này cái túi này thì là bà bảo là cho anh nhá. Đó. Bà bảo cho anh thì là anh để vào đây. Trong hết chưa? Ủa rồi. Có còn nhiều đồ đấy nhỉ. Này là xem là cho ai đây. Này là cho hai anh em hải sự thôi. Xem nào. Của bạn gái sử. Đấy, cái này là của vợ Kiếc nhá. Này. À của Kiếc nhá. Ở trong ấy thì có đồ ấy, ở trong vẫn có đồ nhá. Rồi, đem vô Kiếc. Đem vào, đấy, mở ra đi. Trong này xem nào, đọc chữ lên nào. Quần áo của bé Khánh nhờ cháu Lực chuyển. Thì cái này là của bé Khánh thì không mở ăn đấy nhá. Đấy. Cái này là của bé Khánh thì một tí nữa anh em là đi qua vào kia thì sẽ chuyển luôn các bác, chuyển cho bé Khánh luôn. Của cháu quay phim. Đây là của quay phim à? Thế của quay phim thì tí cho là em rể của cháu Lực luôn các bác. Hôm nay em rể cháu Lực đi cùng. Cho ông ở hải sử đúng không? Thế thì đây để ra đây. Cái thùng kẹo cái đâu? Đấy để ra kia trong tí mình cho ông. Đấy là cái mình để rửa bát nhá. Rồi, cái này biết rửa chưa? Biết rồi à? Đấy, vừa rồi thì là đây là những cái đồ mà bà Phạm là gửi cho là hai anh em hải sử nhá. Thì là hôm nay anh lên là cũng gửi cho anh hai anh em là hải sử rồi. Nếu như mà đợt trước mà anh nhận được nguyên tiền luôn là anh chỉ lên là đưa cho Sử cái là anh về luôn. Đấy, nhưng mà có thêm cả thùng này nữa thì anh quay phim lại. Quay phim lại thứ nhất là để cho bà Phạm biết. Và thứ hai để cho tất cả là các cô bác anh chị trên kênh này là cũng biết. Đấy, thì cho Lực cũng một lần nữa xin thay mặt là các em gửi một lời cảm ơn tới bà Phạm mà rất là nhiều. Và cảm ơn tất cả các bác, cô chú anh chị đã luôn luôn quan tâm tới hai anh em là hải sử. Ông thì có ở nhà không? Em chưa xuống rồi. Chưa xuống à? Thế thì bây giờ để Sử cất đồ nhá. Để hai anh em mình đi xuống là chỗ ông nhá. Vâng. Đấy, đúng rồi, cái đấy là cho ông. Đấy, vừa rồi thì bà có bảo là bánh này xem nào. Anh thử một cái nữa. Thử một cái. Kết đã có chưa? Đây, đây. Mỗi người thử một cái đã, xong rồi đi. Cho em quay phim này. Mọi người thử một cái. Đây đấy, ăn bánh là xong rồi mình đi. Ủa bánh này thì là bánh lạc này. Cái bánh này thì là mấy cái bánh này là cất đi xong là mấy nữa để lúc nào đói đói đi ăn nhá. Phải nói là những cái đồ uống là thức ăn đồ uống ở nước ngoài ấy thì chưa được trải nghiệm mấy đâu các bác ạ. Ở đây thì có vẻ như là có lạc với lại sô cô la này. Xin mời tất cả các ông bà cô chú chị là cùng ăn bánh. Bánh ngon nhỉ. Vâng. Kèm thêm một chút là sô cô la nữa. Bánh rất là ngậy các bác ạ.
Hôm nọ xử bị công an bắt à? Anh không bắt à? Hôm nọ xử bị công an không bắt à? Hôm nay đi huyện làm gì á? Lấy cái tờ giấy này đi sửa lại đúng không? Ừ. Ăn là sô-cô-la này một tí là ăn xong là phải đánh răng đấy, chứ không là nó bị dính răng đen đen đấy. Ô kết thì bị ốm à? Nhớ hơn chưa? Nhớ một chí à? Bánh này mà đói đói mà ăn một cái là no luôn đấy. Dây nó chun này. Dây này ghê nhỉ. Dây này bà bắn vào mặt nó phát chắc là đúng là sưng luôn đấy nhỉ. Chứ anh đi học nhá. Kể vui một chút thôi. Đi học hay thường là dùng mua cái dây nịt này, xong là cuộn tròn lại cái tờ giấy này, xong là bắn đi. Đôi lúc bắn là chật tay, bắn phải thầy giáo. Bắn phải thầy giáo đang dạy. Xong là thầy giáo bắt đứng một chân ở góc lớp. Đi học mà nói là có rất là nhiều kỷ niệm của bác đi học ấy. Lúc mà đi học ấy, nghe những người ở ngoài nói bảo là bây giờ rất là muốn đi học, thì mình đang học thì lại rất là muốn nghỉ học. Đến là thời điểm hiện tại thì mới cảm nhận được rằng là chỉ muốn đi học thôi. Thời gian là đang đi học thì vô tư, lo nghĩ, chẳng nghĩ ngợi gì cả. Mưa sao ấy? Thế nào? Bây giờ xử cất đồ này nhá. Còn cái đồ này thì là của Khánh với lại của anh nhá. Hải cầm đồ nhá. Cái này để vào sơ bếp đây nhá. Thế nào? Ôi trong này có cả hạt đây này. Hải ơi. Chú đây hết nước rồi à? Hết nước rồi. Tách hết nước à? Lúc nãy vừa hết rồi. Thế đi thả đi. Chú này là Hải là ở nhà là dọn dẹp nhá. Chứ để bẩn thế này trông ghê quá này. À, nhìn này. Đây Hải này. Đây. Những cái đồ này thì là toàn những cái đồ mà sạch sẽ gọn gàng thì mình phải đây mình đi đem xuống cho ông một tí. Xử với lại kết là cất đi nhá. Cũng lâu lắm là không có gặp ông rồi cô bác ạ. Này thì có vẻ như là động nước đấy nhiều quá. Ôi chó này thế nào? Ấy hả? Cái mùa này là ở trên nhà xử là nước rất là dồi dào các bác này. Một cái ở trên này thì có mấy nguồn nước mà bây giờ tạo thành ở đây như một cái khe luôn. Cái chỗ này đúng là nếu mà làm được là rất là tuyệt vời. Gọn gàng á. Biết ông ấy đi chợ về chưa đấy? Nếu vừa rồi Hải không gặp ông à? Trên này thì có vẻ như là sắp mưa rồi, mà dưới kia thì thời tiết là còn nắng nữa. Quần Hải sắp tuột à Hải? Sao vừa đi vừa dưới quần đấy? Lúc đầu mà vừa mới có
cơ duyên là gặp các em là gặp ở cái ngôi nhà này này các bác này. Ông thì cũng có để khá là nhiều bí ở ngoài. Rồi, những cái mú này giặt cất đi chứ Hải này. Để vứt như này thì hỏng hết rồi. Ai, ông này. Ừ, gì? Ôi, ào. Vẫn đắm lên nọ. À, làm tiếp rồi. Bạn bóc hồn thứng mà hơi dè yếu này. Bảo bánh mà hơi dè yếu này bạn ạ. Này, rồi. Thời tiết trời thì tối quá của bác. Dạ, kịp mà. Ôi, ảo cái này như nọ. Này. Bài học phát cầu cái gì vậy bè à? Hả? Phát cầu này? Dạ. Ờ? Chuyện này. Ờ, thùng chín á? Cánh đầu ở buổi chuyện thế. Ờ. Mặc, mặc cầu này? Cái lục pha. Mặc lục pha á? À. Cái này lấy dê, bà lấy dê chín ấy. Dê vào tốt đi á. Làm tốn dê hả? À. À, mà chỉ ông thì ông mới biết được không bác ạ? Tiếp bà. À, tiếp bà. Ờ. Tiếp bà lấy dê vào bác. Tốt đi à, bà đây tốt đi đi ăn mua về hứ đặt đặt đi ở mai bóc 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 lắm đi ở hay là đi bán chép khẩu ấy đây đây xuống hút vào gì không phải ngoài gì xuống hút ông không biết thì là xử trí nhá, còn là cái kia là bánh nhá, bay chơi bánh cái gì chỉ nó thằng văn đào này thì nó còn nhờ gì cái gì lên ở nhà ở chị vai ở nhà ở chị vai được chưa. Ông bảo là thời gian này thì cũng ở nhà là chỉ có cho lấy cỏ cho cháu ăn thôi cô bác ạ. Dè văn đi gặp bỏ khứ mấy? Ừ, cháu khứ. Chỉ lâu uống mấy dè mẹ bé á? Chỉ mãi luôn, cái này một mít chinh hả? Ồ. Thường thường là cuối tuần là ông đều là đi 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 chợ hết cô bác. Những ngày hôm nay thì là hầu như là trên chỗ làng của hai em Hải Sử thì không có ai là làm việc mấy cô bác ạ. Ông đây thì còn ăn là nguyên bí nữa của bác này. Này. Này thùng đưa mấy dè này à? Ừ. Bao nhiêu thùng á? Ồ. Thùng đầu lại có bị chỉ. Ồ, ví đầu lại nổ. À. Bí này thì là sáng nay ông mới làm thôi các bác, này nhưng mà bị do bị thối rồi là ông không có ăn nữa. Hãy gửi cái phần quà cho ông rồi thì chắc là cho được xin phép là đi về đây các bác ạ. À có sao chứ thằng nhóc hả? Hải ơi, cho ăn à? À, ô lại chuyển chỗ rồi à? Lại chuyển chỗ đây thái cỏ à? Ai Thái đấy? Em với ông Thái. Em với ông Thái à? Còn đây là em tự em với ông đi cắt về à? Có vẻ như là thời tiết là chuẩn bị sắp mưa rồi các bác. Mùa này thì là lúc nắng lúc mưa. Bí này thu hoạch được nhiều nhỉ, bí này. Này là cái gì nhỉ, cứng cứng nhỉ, đây này. Này. Này như kiểu sắp giống linh chi ấy, nhưng không có quả. Linh chi này là chi giống luôn. Xong chưa? Rồi đi về đây nhỉ. Cho Hải, Hải cho anh xem quần nào. Hải đây anh xem quần nào. Cái sâm đá này mới được.
xin giò chút luôn. Ăn cho nó được béo khỏe hơn một tí mới dặn về nhà chứ. Hai đây anh xem cái quần nào, thế nào? Đâu? Sao lại như này ấy? Không có cái khóa này. Khóa này không đi mua về à? Bao nhiêu cái quần đẹp anh xem quay à? Thế này, quần rách hết rồi. Bao nhiêu cái quần mà các bác, ông bà gửi cho đi đâu hết rồi? Cứ mặc cái quần cũ mặc đi mặc lại làm gì? Phải đổi liên tục đi chứ. Tay anh cũng hết nước rồi nè. Vừa phải nói là vừa nhìn thấy cái tách này thì là lại nhớ đến cái kỷ niệm mà Tuấn Lực có duyên với lại là bà Vương Kim Thanh rồi. Từ khi mà cháu Lực mở kênh ấy, thì là được bà Vương Kim Thanh là đồng hành cùng cháu Lực là đầu tiên nhất trao tặng cái tách cho ba ông cháu. Gió to chưa này. Phải ở nhà thì là nhà cửa thì dọn dẹp là sạch sẽ hả nhá. Nay lên thì là anh thấy là hơi bẩn đấy. Mây đen là kéo ra kia rất là nhiều các bác ạ. Đây Hải về quét này đi Hải ạ này. Nhiều quá này. Đấy. Đây là còn bao xi ở nhà kia đúng không? Bao xi ở nhà thì bảo xử là làm cho. Làm cho nó cao lên cho nó xong đi. Thế vừa rồi là hàng xóm các bạn là đang ra xem tivi cùng à? Ô Sứ đâu ấy? Sứ ơi! Sứ! Sứ không biết là đi đâu rồi các bác này. Này, Hải ở đây anh bảo này. Đấy, quần áo này này. Đây là bàn học mà sao để nhiều đấy này. Một tí nữa thì ở nhà là dọn dẹp đi nhá. Nhá. Còn là mấy cái đồ này thì là anh không nói rồi. Nhưng mà mình phải dọn dẹp để cho nó sạch sẽ này. Tủ lạnh này không cắm à? Cái quần áo của đây là quần của Sử đúng không? Tủ tiếc thì có đầy đủ rồi, không dọn dẹp một chút nào cả. Đồ đạc thì vứt lung tung tung này. Hôm nay vào là nhìn thấy Hải Sử thế là trông buồn hơn các bác. Sử thì có lẽ là vừa rồi là đi đâu rồi các bác ạ. Tại cái lượt phim hôm nay thì cháu Lực cũng lên và gửi cái phần quà của bà An Phạm thì cũng ghi hình cho các bác là cũng biết rồi. Thế nhưng mà tuy nhiên đó thì là lên đây là hôm nay là anh cảm thấy là các em ở rất là bẩn. Em nhìn thấy bếp không? Bếp mà sao ở bẩn như thế? Hết xà phòng hay là hết cái rồi rửa bát thì bảo anh Sử đi mua chứ. Đấy. Số tiền mà gửi cho các em như thế thì là không phải là ít đâu. Gửi đi mua đồ mới về lau dọn dẹp nhà cửa. Một tháng thì hầu như là hai anh em đã được bán vào là hỗ trợ như thế rồi. Tiền ăn thì hầu như là lo hết rồi. Chỉ cần gọi là việc là ở thôi. Đấy, nhưng mà các em là cũng không có được ỉ lại nhá. Anh nhìn thấy là dạo này là các em là có dấu hiệu là ỉ lại rất là nhiều. Và thêm một việc này. Khi mà các bác gọi điện về, các bác gọi điện về có cái gì thì là nói cái đấy. Vâng. Nhá. Vâng. Có một số cái là thí dụ như các em không hiểu, thí dụ như là cái máy phát cỏ đi. Vâng. Máy của Quân thì là Quân mượn đi, hôm đấy là Quân là cho ai để làm cùng ấy, Quân có điện cho Sử rồi. Là hai anh em là nói chuyện với nhau mượn đi rồi. Đấy, nhưng mà trước khi là anh Quân đi làm thì anh Quân là gửi ở chỗ nhà anh. Đấy, anh đã bảo Sử là rất là nhiều lần là đi qua chỗ nhà anh để đi qua lấy.
nhưng mà Sử là không chịu lấy. Đấy, đến lúc mà các bác hỏi thì bảo là mấy phát cỏ đâu, thì em nói là ở dưới nhà Quân đúng không? Ở dưới nhà Quân đúng không? Không bảo thấy đâu. Hả? Không bảo như thế đâu. Thế bảo như nào? Chỉ bảo là anh Quân mang đi mượn rồi. Quân là mang đi mượn à? Vâng. Thế nhưng mà em cũng thấy là ở nhà anh đúng không? Vâng. Anh ở dưới kia thì là anh không dùng đến rồi. Vâng. Còn là những cái máy phát cỏ này này thì là ở nhà anh là lúc nào là cũng có rồi. Vâng. Nhưng mà anh là cũng khắp sắm sửa là để ở nhà rồi. Chứ để tránh em nói như thế thì là các bác lại nghĩ một kiểu đấy em biết không? Vâng. Như là cái vụ quần áo mà em bảo là để nhà anh là 10 cái đấy, đúng không? Thứ nhất là do là em ngại, em không dám là nói là quần áo là để cho nhà em không mặc, nhưng mà em không mặc. Đúng không? Là em để cho nhà anh. Nhưng mà khi mà các bác nói đến anh là các bác nói rằng là quần áo đấy là anh mang đi bán. Đấy, khi mà một cái gì đó em mà hôm nay Xử thì là vừa rồi đi rồi, chứ không là anh nói cả hai anh em luôn. Có những cái thì anh rất là bức xúc khi là hai anh em gặp anh ở ngoài đường. Ví dụ gặp anh ở ngoài đường, anh em mình đang gắn kết với nhau là một cái khoảng thời gian là không phải là ngắn nữa mà là rất là dài. Các anh ở ngoài đường anh không có bắt em là phải là phải tôn trọng anh là như thế nào đấy, nhưng mà đấy là cái phép lịch sự khi mà người ta là gắn kết với mình. Ở đây là anh dạy cho các em, với anh thì là như nào cũng được, nhưng mà với người khác thì là sau này người ta sẽ nói đấy. Kể cả các em, người ta cho em 1.000 thì chẳng hạn, em cũng phải biết ơn người ta. 1.000 lúc đấy đến lúc em phải mua được là một gói mì tôm ăn rồi, một gói mì tôm ăn là đã cứu sống được mình rồi. Cháu Lực có thể là cháu Lực là hơi nói là nhiều một chút cô bác, nhưng mà cháu Lực phải nói để cho thứ nhất là nói với các em, và thứ hai là nói cho tất cả các bác là cùng là biết. Đấy, về cái thức phim này thì cháu Lực cũng khá là dài rồi, Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi cô bác. Cháu Lực sẽ không có nói thêm là nhiều nữa. Như hoàn cảnh của anh em mà Sử, cháu Lực xin phép là nói là ngừng hỗ trợ đấy. Thì có một số cô bác thì cũng có, một số khán giả Mạnh Thường Quân thì cũng có gửi cho hai anh em Hải Sử thêm, nhưng mà cháu Lực đã từ chối rồi, cháu Lực đã không có nhận nữa, vì là hai anh em Hải Sử quá là đầy đủ rồi. Nếu như các bác có thương yêu các bác, thì các bác có thể là nhường lại những cái hoàn cảnh, những cái phần quà này cho là những hoàn cảnh khác, vì là ở ngoài kia còn có rất là nhiều những hoàn cảnh là còn khó khăn hơn nữa. Các em thì cũng khó khăn rồi và thiệt thòi, các em cũng thiệt thòi rồi, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì cũng được là các cô bác anh chị là giúp đỡ như thế là đầy đủ rồi. Và một lần nữa xin cảm ơn các bác đã đồng hành cùng Cháu Lực đến thời điểm hiện tại, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sống tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào Hải, chào tạm biệt quý em bà cô chú anh chị. Đấy, Hải thì là đi học ấy, thì là phải cố gắng học thật giỏi nhá. Vâng. Đi học là đừng có lúc nào cũng phải là đem theo cặp nhá. Vâng. Cặp là anh thấy là các em ở trên này là không có đeo cặp đi mấy đâu ấy. Vâng. Phải đeo cặp đi học đến các em. Ngày mai học em để sách ở nhà, ngày mai học gì em soạn theo thư có biểu đi, buổi tối ôn như thế này này. Vâng. Thì là ngày mai em chỉ cần việc là đi thì mới được là học sinh giỏi, mới được giấy khen chứ. Vâng. Được chưa? Vâng. Rồi. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.